Xót xa vì chủ tịch xã quên mình giúp dân bị nhiễm virus nguy hiểm trong lũ. Ông Phan Thanh Miên, 51 tuổi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, sau thời gian dài lăn xả trong nước lũ giúp dân đã ra đi vì nhiễm khuẩn trong nước bẩn, khiến cư dân mạng, bà con tiếc thương. Theo lời ông Nguyễn Văn Vui, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Trạch, khi tổ chức thực hiện cứu hộ người dân trong nước lũ, ông Miên va chạm vật cứng nhưng không nghĩ nguy hiểm đến vậy. Khi ông Miên sốt, có ra trạm xá tim và sau 3-4 ngày thì sụt khoảng 15 kg. Nếu có điều kiện thì đi Hà Nội ngay lúc đó, nhưng vì gia đình khó khăn nên phải đi từng bước vào bệnh viện tuyến huyện rồi vào bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, sau đó chuyển vào Huế. Tại Huế, các bác sĩ hội chẩn với các bác sĩ nhiều nơi khác đã xác định virus lạ trong nước bẩn làm nhiễm trùng máu, xâm hại đến nội tạng và chảy máu dạ dày. Gia đình không còn hy vọng nữa đã đưa anh Miên về và anh trút hơi thở cuối cùng. Ông Vui kể, virus lạ chính là virus gây bệnh Whitmore mà Bệnh viện Trung ương Huế vừa ghi nhận sau những trận lũ dữ ở miền Trung. Ông Vui nhận xét, trong thời gian diễn ra lũ lụt, đồng chí Miên có trách nhiệm và phải nói rằng, với tư cách Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, cũng là trưởng ban phòng chống bão lũ, đồng chí đã triển khai kế hoạch rồi bám sát địa bàn, đặc biệt phối hợp với các cơ quan ban ngành, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lúc hoạn nạn. Vì chưa lúc nào mà xã Bắc Trạch trải qua trận đại hồng thủy như vậy, lớn hơn mực nước năm 2010. Dân cả đêm kêu cứu, nhưng dưới sự chỉ đạo của đồng chí Miên, anh em đã phối hợp đưa được rất nhiều người lên các điểm cao. Ông Miên ra đi, để lại vợ và 3 người con, trong đó con út Phan Hiền Nhi mới học lớp 2. Bà Nguyễn Thị Oanh, 46 tuổi, vợ ông Miên, kể những ngày mưa lũ, khi nước vô đến sân nhà thì bà gọi chồng về để kê đồ lên cao, nhưng ông nói để lo ngoại xã cho xong. Suốt ngày đó anh cứ theo lục bão, đến tận chiều hôm sau mới ghé nhà một tí. Tối 20 tháng 10, anh đi cứu dân, tôi ở nhà dọn đồ. Anh bị xước một tí nơi đầu gối phải, có ra sơ cứu tại trạm xá, rồi tiếp tục đi cứu dân, không nghĩ vết thương trầm trọng vậy. Bà Oanh nghẹn ngào và cho biết, bác sĩ ở Huế tận tình cứu chữa, nhưng khi đó quá muộn. Khi xảy ra mưa lũ, hai con gái lớn của vợ chồng ông bà là Phan Thị Cẩm Hương, 27 tuổi và Phan Thị Cẩm Linh, 25 tuổi, đang sống làm việc ở miền Nam. Linh kể, lúc ba em bị bệnh đi bệnh viện, ba không cho mẹ điện cho em với chị. Rồi khi em điện về, hỏi mãi mẹ mới nói là ba bị đau. Khi đó ba còn nói sốt sơ sơ, em định về mà mẹ nói thôi, ba chưa có chi nghiêm trọng. Rồi nấc nghẹn. Sau đó ba trở nặng, em về mà chỉ gặp được ba một lần ở Huế, rồi ba hôn mê. Ba thương con cái, cả cuộc đời chỉ có ba lo cho con, cho chị, cho em gái, chứ con cái chưa làm được cái gì cho ba cả. Điều mà cán bộ nhân dân Bắc Trạch và cả gia đình ông Miên mong muốn là các cấp quan tâm chế độ chính sách cho gia đình vị chủ tịch xã. Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Trạch Phan Văn Thành ký văn bản đề nghị báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch xem xét cho ý kiến về đề nghị Chủ tịch nước truy tặng huân chương lao động hạng 3 cho ông Phan Thanh Miên đã vì nhân dân quên mình trong công tác phòng chống lũ lụt năm 2020.